Má chán quá trời luôn mấy bạn ơi. Mình mới đi công trình bên quận 9 về, xong mình ghé quận 12 chở nhân viên lấy cái xe để cho ngày mai nó đi làm. Mình đi đường quốc lộ 1A, nó mới đi qua khỏi cái đại học Nông Lâm chút xíu à, mà mẹ nó đường xấu dã man luôn, ổ gà ổ chó ổ trâu mấy chục ổ, cả trăm ổ luôn, mà không hề có một cái biển cảnh báo nào. À, đường dằn đường gồ, tài xế này nọ chú ý ABC. Ôi, mấy xe container nó phán đùng đùng à. Mình á thì mình đi á, mình cũng thấy có ổ gà một hai ba cái rồi, mình cũng né rồi, mà né tới né lùi né sao còn cái cuối cùng né được, để cái bụp. Ủa má đi mẹ mẹ 7 tỷ luôn, má tức không chịu nổi nè. Cái vỏ đó mà nó bị sụp thôi mà nó để một cái đường tét dài cái gang tay luôn vậy nè. Ủa má bây giờ nó cả như xe nó chạy cà sức cũng chạy không được. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bức Xúc của anh Duy Nguyễn. Thì xin dành vài phút để bức xúc cũng như là chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm xương máu trên đường đời mà những người có tiền người ta mới hiểu. À, nói nghe nó sắp gai nhưng mà nó là sự thật các bạn. Hôm qua là ngày Chủ nhật, như bao thanh niên thành đạt khác trên vũ trụ này thì người ta đã đi massage, ta đi nhậu, ta đi chơi với bạn bè để đâu chính thả diều đồ này nọ kia, đi chơi với bồ nhí ở đâu những cái resort sang trọng. Còn Duy Nguyễn thì phải một cảnh ba quê, đi làm xuyên bang. Anh hay dùng cái từ ngữ đi làm xuyên bang là cái khoảnh khắc mà anh rong ruổi, anh lái trên chiếc Mercedes màu trắng huyền thoại của anh đó, mà giang hồ nó kêu là Mercedes 7 tỷ đó. Đi từ ở bên Bình Tân đi qua quận 12, chạm quận 9, quận 7 đó là gọi là đi làm xuyên bang. mình dùng cái từ gì cho nó vui thôi. Đó, thì đi làm xuyên bang là quay những cái video về hướng dẫn cho đang sử dụng máy này nọ, tất cả để PR quảng cáo cho phòng, để kiếm thêm doanh thu cho phòng gặp đó mà. Cực khổ lắm mấy bạn, tập muốn xỉu luôn, tới 5 giờ chiều chưa được sáng nữa. Trời đất ơi, mẹ tập rung tay, tập cái bài cái bụng bạc 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 chịu hết nổi luôn á. Ráng cái cuối one more one không nổi luôn. Đó, khổ vậy xong rồi dòng ăn nhẹ, ăn ít mồi. Rồi tiên thực phẩm bổ sung sấp xít rồi đó. Anh Di sao anh Di lại ăn yến mạch anh Di? Tại giờ đó nó chưa cái về cái loại rồi tiên pancake. Cái đó đó tụi em đổ nước vô, tụi em quậy, tụi em đổ vào chảo như trứng vậy đó. Lấy ăn liền trong vòng 3 giây. Nó sẽ giống y như cái này. Là nó hấp thu nhanh hay hấp thu chậm anh Di? Hấp thu bình thường. Rồi, ok. Nó mà dạng là bánh đồ ăn á. Nhớ nha. Hàng Bắc Âu. Ok, cảm ơn Di. Xong rồi chạy qua bên quận 9 để kiểm tra công trình, đôn đốc cho nó kịp tiến độ vào cái ngày khai trương huyền thoại 20 tháng 10. Đó, xong rồi đôn đốc này nọ cũng ăn vội vài cái bánh gì không biết, đậu xanh không à, ăn vội một cái hai cái xong rồi đi về. Lúc đó là đi về lại quận 12 á, xong rồi vòng Bình Tân á, đi trên những con đường quốc lộ mà nó như hung thần thiệt, ác cảm. Chạy xe bên đường bên Mỹ mà không rung mà sao chạy Việt Nam mà nó cứ có như cảm giác mà thiệt, nó rất là hồi hộp các bạn. Hai thằng xe tải với xe ben như container nó chạy ép quẹo cụp bẻ đủ kiểu hết, không biết đường đâu tính. Mình chạy mặt trắng trung thấy bà luôn đó. Mà sau khi mà cái vụ mà bị hung đích á, là mình có một cái gì đó, một cảm giác sợ hãi các bạn. Thì là mình khi mà mình chạy mà mình thắng cái là qua bao giờ mình nhìn kính chiếu hậu quan sao ở trên đây nè, kính nhìn phía sau á, nhìn được con khứa nào sao không? Cái đó là nó tạo cho mình cái tâm lý đó luôn rồi đó. Chạy sợ lắm, sợ luôn. Sợ xe. Nhưng mà giờ thêm cái sợ đường nữa. Đường quốc lộ 1A, mẹ ổ gà, ổ voi, ổ chó, ổ hà mã gì, ổ nó nhập chung lại một dòng họ đó. Chạy muốn banh cái xe luôn á. Nghĩ sao mà nó chán dữ vậy không biết. Chán thôi chưa ghê đâu. Mà cái câu chuyện ghê sau đây nè là Duy mới làm vlog. Đó là cái gì? Bể bánh xe do sụp ổ gà. Sụp ổ gà mà bể luôn cái lớp front lát đó mà. Cái lớp front lát của mạc gần 20 triệu á. Công thai này nọ nó vô là ok cỡ đó đó. Bạn cứ search đi. Front lát Goodyear. Goodyear mâm 20 inch. Không biết còn mấy thông số con kia không nhớ nổi. Mà nó chơi nó tét một đường dài như cái lỗ. Nó
tét một đường nó dài dưới cái lỗ. Lúc đó chỉ sợ mình đang xịt bổ gà cái mình thắng lợi có con khứa sao nó đụng nữa. Sợ đó đó. Mà cái đó nó không diễn ra mà tự nhiên để cái xong á, cái chạy bụp. Cái mình cứ nghĩ không lẽ gì chứ. Chỗ này làm đường dằn này chạy bụp. Không mấy cái đường dằn đường lá nó cứ bụp hết. Tôi thấy mẹ rồi. Xong rồi khoảng chừng 2 phút sau nó báo là chách vỏ đi sếp. Màn hình điện thoại á, chách thai press. Nó kêu chách vỏ đi sếp rồi này nọ là chách mẹ rồi bể bà cái bánh không biết bể sao. Bể sao nhưng mà không có dừng lại được mấy em. Thì cái anh cho nó một cái hiện tượng là xe của anh là xe mẹ, cái vỏ của anh là vỏ mất tiền. Mà anh chạy xịt cái ổ gà trên đường quốc lộ 1 á, đó, mà nó bị bể, nó bị nổ gần như là tét cái bánh. Đó, kêu là đúng là tét cái bánh. Xong rồi anh phải chạy về tới Bình Tân một đoạn đường khoảng chừng 40 cây. Tại vì anh đi vô đó anh còn chở lính vòng vô bên quận 12 nữa. Xong rồi từ 12 vòng ra xong rồi vòng về đây. Nhân tình thế thái cái cảm giác đó nó khó chịu lắm em. Nó khó chịu lắm. Tại sao anh khó chịu? Tại vì anh quan điểm của anh nó rất nhiều lần rồi. Anh mua xe 7 tỷ anh đóng thuế rất là nhiều. Cái đó là góc độ cá nhân thôi. Tụi em không đóng thuế tụi em đâu có hiểu được như anh. Con kia con cóc khỏi bàn em. Con kia 2 tỷ 7 thôi mình nói con kia nó quá nhỏ so con 7 tỷ 2. Thì bây giờ mình nói con 7 tỷ là mình đóng một cái lượng thuế mà cảm giác cái lòng yêu nước nó dạt dào luôn rồi đó. Nó là mãnh liệt tinh thần Việt Nam luôn rồi đó mấy em. Mà mình phải chạy trên cái con đường. Phí bảo dưỡng mình đóng đầy đủ. Tất cả mọi chi phí của một công dân thành phố mang tên Bác đóng đầy đủ. Mà đường đó là đường gì? Đường quốc lộ. Cái đau huyết là đường quốc lộ. Mà quốc lộ nằm ở đâu? Quốc lộ nằm ở một thành phố giàu nhất Việt Nam. Yes. Đó. Mà ổ gà nó như vậy đó. Mà không phải là một ổ đâu bị. Đúng không? Mà một đống ổ luôn. Ngay chỗ cái khúc mà từ Đại học Nông Lâm đi về hướng cầu An Phú Đông á. Ai mà chạy xe hơi, taxi, xe dù, xe tải thì coi như Nguyễn nó đúng không? Một cái con đường nó không thể nào chấp nhận được khi nó mang tên là đường quốc lộ. Nó nội con đường anh không chấp nhận được rồi đó. Vậy thì con đường nó lủng lỗ lỗi tại ai? Mấy em theo mấy em lỗi tại ai? Mà giờ anh Duy phải gánh lấy cái hậu quả. Vậy thì nếu mà giờ cái con đường nó lủng lỗ đó, nó ổ gà đồ nhiều quá đó, thì làm ơn gắn cho người ta cái biển báo đi ba. Gắn vô cái biển báo à đường ổ gà nhiều lắm, quý tài xế cẩn thận bò thôi. Lúc đó anh chạy đâu 50 á. Đường đó cho chạy 80. Anh lúc đó là trời cũng tối rồi, có mưa nhẹ nữa. Không dám đua đâu ba. Đua cái đó gặp container, cái mấy container xe tải ghê lắm. Nên anh là thuộc dạng là anh chạy anh cũng kỹ, chạy 50 thôi mà để một cái pop. Bây giờ mấy em hỏi cái anh ổ bự ổ nhỏ, ông cố nội anh cũng biết nó bự hay nó nhỏ nữa. Thề luôn. Ủa ai đâu kiểm tra được, tối không thấy đường. Phải đặt cái biển báo ở đó mấy em. Chưa kể đèn nhấp nháy nữa. Đúng không? Nếu mà chưa có tiền mà sửa đường á, thì làm ơn ở khu vực ổ gà, khu vực đường xấu 5 km/h thôi. Giống như là công trình vậy đó. Trời đất ơi, mấy ông xe công, xe tải rồi bánh nó bự. Không sao. Mình mạt bánh có 20 inch mà làm cái bợp như vậy đó. Rất là lãng phí tài nguyên của người dân mấy. Tự nhiên tốn gần 20 triệu đi, sót. Là các bạn sẽ hỏi, ủa anh Di ơi, sao không thay bánh sơ cua vô đi? Trả lời với mấy em luôn. Mẹt 7 tỷ không có bánh sơ cua. Mẹt 7 tỷ không có bánh sơ cua nha mấy em. Ở trong cái cốp xe là nó không để cái ô bánh sơ cua, không có cái bánh nào cả. Tại vì triết lý của thằng Mẹt nó làm cho Đức chạy thôi, Việt Nam này chạy ké. Thằng Mẹt nó nói là bên Đức rồi, giờ mày lỡ mày cán đinh hay cán mìn gì đó, bánh nó bị lủng đúng không, bị xì đúng không, mày chạy luôn đi, không sao hết đó, cứ về tới nơi tao sửa cho. Đó, thì theo lý thuyết là cái rọ bỏ xe front last á, thì nó chạy được 80 km. Một quãng đường 80 km với tốc độ tối đa là 80 km/h. Đó, thì nó theo tiêu chuẩn của châu Âu. Còn anh bây giờ tiêu chuẩn Việt Nam, anh bò 40. Anh bò 40 nhưng mà cũng rung lắm em. Đường mình ổ nó nhiều quá. Thấy không, anh bò 40 mà dù có chuyện gì đó là banh cái mâm. Đó là banh cái mâm á. Thì anh phải đánh đổi á em. Lúc đó là không thể nào ngồi lại mà kêu xe cứu hộ được đâu ông nội. Ông nội ngồi ở nhà bàn chuyện phím. Thí dụ như bây giờ tóc vô cây xăng kêu của họ cũng được. Yes. Nhưng mà mấy em nên nhớ anh là chủ tịch. Chủ tịch thời gian quá là vàng bạc.
anh không thể nào ngồi vô tấp vô cái xăng uống ly cà phê ở cứu hộ alo khỏe không, tới km thứ nhiêu đây quốc lộ đây rước tao coi xe tao bị đụng bánh rồi này nó kia kéo tao về giùm cái đó thôi đang nhậu bánh lứt nha chờ 2 tiếng được không. Chờ 2 tiếng xong rồi kéo về 4 tiếng kéo đi nó chạy tới đây 4 tiếng kéo về thêm 5 tiếng nữa thôi hết mẹ nó tao khuya rồi tao khuya bây giờ tới nhà. Cái giải pháp đó làm sao chọn được mấy em. Thêm cái nữa đó anh theo tinh thần của ông Đức Đế nó là gì, Mercedes là giờ vỏ ron đát nó vậy đó, mày chạy bãi vỏ thì mày cứ bò đi bò 80 km về sửa sao. Giờ anh chấp nhận cái bài toán anh bò, tự anh bò luôn mặc dù chạy đó nha, bập 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 mỗi vòng nó kêu bập mà bập 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 rồi tới cái đoạn kia tới đường Lê Thị Riêng quẹo vô coi cái mày bị gì ghê vậy mày, quốc lộ sao quẹo ba má, quốc lộ len ở ngoài không vô được, thua luôn chịu chạy thôi. Xong rồi tới vô đường Lê Thị Riêng xuống ra mở cửa kêu ông lính nó soi đèn lát lên coi lỗ bự không, trời đất ơi lỗ dài như cái lỗ rồi. Vậy thông qua cái câu chuyện mà anh chạy từ đó về đây để làm chi, để anh test luôn cái tính năng vỏ front lát, anh kiểm tra luôn cái độ bền của Mercedes, mâm mày mâm loại gì, không lẽ mâm mày sụp ổ gà ở cong cái thôi tao cũng sợ mày luôn á mẹ. Thì bây giờ nhìn bằng con mắt thường á thì mâm nó không bị gì hết, nhưng mà nhìn bằng mắt của con mắt của thằng bào tiền á thì có bị gì không thì không biết. Ngày mai quan nhau hãng kiểm tra chắc nó báo là ồ này nọ ghê gớm lắm này nha, ngày mai vô báo này nọ mâm bị niễn bị cong thôi thay mẹ mâm đi rồi các kiểu thước lái bị lủng bị gì đó kiểu đó mệt quá. Cái giải pháp của anh tiếp theo đó là cách xử lý qua ra bò về luôn, kệ mẹ mày mệt quá tao chán rồi, tao cho thiệt cái cuộc năm đời mẹ năm xuôi tháng hạn cái gì đó bị hoài từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Nhưng mà mấy em đừng bao giờ mà kêu anh bán xe nha, thôi dẹp mẹ khái niệm nó luôn đi. Xe là không bao giờ đi gảnh háng mà đi bán hết đó. Anh đã trên live nó nói nhiều lần rồi, đừng có bao giờ đề cập chuyện bán xe với anh. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái đừng có đề cập chuyện tiền nông với anh. Đúng không? Đừng có đề cập chuyện mua xe với anh. Nói giờ em muốn mua xe anh ơi bán rẻ đi, xe anh này nó kia bán 3 tỷ đi. Khỏi, biến. Đúng không? Anh đã phân tích rất là nhiều lần rồi. Rồi, cái cách giải quyết của anh á là thôi kệ nó chạy mẹ về hầm đi. Chạy mẹ về hầm ngày mai kêu em múc nó lên mạng hay đi đâu đó nó thay cái vỏ nó bằng cách này cách kia không biết sao nó đi một vòng về rồi đó, giờ xe anh xong rồi đó, đi vòng về giờ xe anh gắn cái vỏ vô bánh mà không biết dặn ốc vô chưa, thôi chút chạy thử mới biết. Thì nói chung là tổng chi phí chắc gần 20 củ đó, nãy nói rồi cái vỏ này nó kia đó mấy em. Rồi một cái kiến thức cuối cùng muốn sẻ chia với tụi em á đó là cái chuyện mà tôi lủng vỏ là bảo hiểm phải trả nha. Yes. Chứ đừng có bị đặt đi xe máy mà nói chuyện ngu nè. Bảo hiểm nó trả cho em khi nào? Khi em bị tai nạn, đúng không? Vì cái trường hợp lủng vỏ tao có tự nhiên tao lủng không? Nope. Đúng không? Tao có bị cán đinh không? Có thằng khứa nào quăng đinh là cho tao cán không? Không có, đúng không? Đó, mà do một cái tai nạn tao gặp phải trên đường đó, dẫn tới hành vi tao bị sụp ổ gà, dẫn tới hành vi sau cái sụp ổ gà đó tao bị tét vỏ, và sau khi tét vỏ đó tao bị băm thước lái công niền rồi đó các kiểu, lập hồ sơ bảo hiểm phải trả nha. Cái này là lỗi của mình, chắc chắn bảo hiểm không chạy được. Nhưng mà anh á, anh trả tiền luôn rồi. Tao đợi thằng bảo hiểm này á, chắc nó ngồi nó giữ xe tao 4-5 ngày, tao khỏi đi qua quận 9 tao quảng cáo luôn. Khỏi đi qua quận 9 làm luôn, thôi chán lắm. Nên nó tóm lại á, đời mà luật nó nằm chỗ đó, đúng không? Nhưng mà trong cái luật nó có cái độ khó, làm cho tụi em nản, làm cho tụi em thôi thí mẹ của hồn luôn cho rồi đi, làm cho lẹ, bỏ tiền ra sửa xong chạy cho lẹ, chứ nó chán lắm sống mày. Thí dụ như bây giờ á, cái chứng cứ đó tao có rồi hết đúng không? Thì tao làm hồ sơ với mày là chuyện tao làm sao? Thì bây giờ tao bỏ tiền đó tao sửa trước đi, rồi mai mốt mày duyệt hồ sơ tao thì mày trả tiền lại cho tao, không khó đâu bố. Khó mày ơi. Nó ngồi thôi em gửi xe em đi thứ tư bảo hiểm nó xuống nó kiểm tra, nhìn là cái nay thứ mấy, à nay thứ hai còn 2 ngày nữa mới kiểm tra hả? Vậy trong thời gian nó kiểm tra tao chạy được không? Cái đó anh cứ đem xe về anh chạy đi, sao em gọi anh đồ anh thổi đem xe chạy nói chị sóc gai vậy đó, cái xe tao mà bể mẹ cái lớp rồi chạy gì, đúng không? Ví dụ em bị lỗi nào em còn tha cái xe về anh chạy được, giờ xe bị lỗ mẹ cái lớp thì phải thay lớp chứ. Không, anh đừng có thay nha, anh thay đụng vô hiện trường hiện trạng này nó không chịu đâu đó. Xong bảo hiểm nó việc về lập hồ sơ trình sếp 3 ngày, xong rồi sếp được này nọ kêu cung cấp thêm chứng cứ rồi 3 ngày nữa xong rồi đem hồ sơ tới hãng này nọ kia 3 ngày nữa chắc hết mẹ nó 15 ngày. Còn ví dụ như người ta đàng hoàng, người ta chơi mà ta đặt quyền lợi khách hàng ta lên trên hết á. Thì ok anh Duy bị đó, anh Duy gọi bảo hiểm không? Anh Duy có hình ảnh video gì minh họa không?
bổ sung cho em làm hồ sơ đi rồi thôi em cứ thay mẹ cái vỏ đi rồi kêu mẹ gửi bill qua cho em rồi coi em đền được nhiêu em đền. Thí dụ như giờ của anh nó biết nặng nhẹ không biết đi, ví dụ như 20 triệu thôi, bây giờ thông cảm Covid khó khăn anh phụ em 5 triệu đi, anh đền em 15 triệu, ok chơi luôn. Wow, cũng được. Hoặc thôi giờ khổ quá luôn, nó thiệt sự bảo hiểm bảo việc của em giờ nó bị bóc phốt nhiều quá trời rồi, nó chịu hết nổi rồi, bây giờ thôi giờ anh cố gắng giúp em 10 triệu, em đền nó 10 triệu luôn, tao cũng chịu luôn nữa. Tao nói thiệt chứ mày, bây giờ muốn làm gì làm kệ mày, cuộc đời mẹ có nhân có quả, có ăn thì có ra, thế thôi. Anh cũng muốn nói gì thêm, nhưng mà bảo hiểm khi mà các bạn bị tai nạn mà lỗi của mình chắc chắn là bảo hiểm phải chịu trách nhiệm, không có bạn đi thưa xúc quần luôn được nữa. Đúng không? Tại vì á, khi mà bạn đụng vô cái vật mà cái vật nó không di chuyển được là chắc chắn là bạn lỗi rồi. Yes. Bạn đụng cột đèn hay là đụng cái xe đứng yên hay là đụng cái gì đó là chắc chắn là bạn lỗi rồi. Ổ gà nó nằm có một chỗ sao mà nó né đi, đó là mình lỗi. Mình đụng ổ gà là mình lỗi nha mấy em, chứ không phải là cái thằng tạo ổ gà lỗi. Nên trong cái luật bảo hiểm á, nó nói chung nó hơi hắc não nhiều cái đó. Còn cái xe của anh tới hiện trạng bây giờ thì chia sẻ cho anh thêm đó. Nguyên tắc bây giờ nói thẳng luôn, ở Việt Nam nè, một cái kinh nghiệm mà đường đời xương máu nè, ban đêm đừng bao giờ đi đường lạ. Yes. Ban đêm đừng bao giờ đi đường lạ, hiểu không? Ổ gà nó nhiều lắm ba ơi, nhiều khi ổ gà nó đỡ sụp mẹ cái mâm thôi, tới cái đường kia nó cong vòng mà nó không có đèn kìa, đang chạy thẳng không biết nó cong á, quất thẳng rớt mẹ mương luôn. Mà xe rớt cái mương là chỉ có chết thôi nha, nó khổ lắm. Bởi vì anh Duy chỉ với em một cái kinh nghiệm, có tiền mua xe hơi, có tiền mua xe hơi á thì buổi tối á đừng bao giờ đi đường lạ. Đi đường lạ thì có thể đi ban ngày, đúng không? Đi ban ngày mật độ xe đông hơn, mật độ xe đông thì bằng mình nhìn mình thấy người kia nó bị thì đó, nói chung là tầm nhìn nó cũng ok hơn, đó nó đỡ hơn thôi. Chứ còn mấy ổ gà thì thôi thua luôn. Xong anh chia sẻ câu chuyện của anh lên Facebook á, thằng kia nó vô nó bót quốc lộ 1A cái đoạn Bình Định còn ghê hơn nữa ba ơi. Đoạn mất ổ nó mém vô ổ Hà Mã luôn chứ không phải ổ gà nữa. Cái ổ nó mà cái xe sụp vô trong cái chắc nó không ra được luôn á. Cái xe hơi mà sụp trong là cái mỏ nằm trong nó luôn không ra được. Nhiều khi nó chạy theo quán tính nè, cái xơi đang chạy đâu mà. Chạy tụi anh sụp mỏ cái nó sụp vậy nè, đậu đít chổng lên trời, đậu cắm đất. Rồi biết không, tại cuộc đời này mẹ nó thiệt chứ. Cái tai nạn giao thông nó khốn nạn nó đường đời lắm. Tao kể cho mày nghe thời tao còn nghèo nè, nó đi về quê với con bồ. Ủa máy bay cũng vậy đúng không, ngồi chở nó thấy mẹ nó cứ ôm chặt cứng, không biết ôm cái quần gì ôm mà giữ không biết thiệt luôn á. Gái bất kỳ ra đường cứ phải ôm mà ôm cái tay vịn chỗ nhạy cảm nữa, nó lầy tới cái mức đó, anh chạy xe ngồi ôm tay nó làm gì nè mấy em. Nó làm gì nè, hiểu sao hiểu nha, anh không minh họa được. Facebook nó gắn, YouTube nó gắn cờ trên đường Bùi Thị Xuân, xong cái ông chạy amok, ông chạy ngược chiều, ông thấy ông nhìn, ông lộn nhìn cái tay nhỏ đó làm gì kỳ vậy, đụng mẹ vô cột đèn luôn. Thằng cha amok hồi xưa có xe amok chạy đụng vô cột đèn luôn đó. Lần cũng cái con này nữa, đi về quê nó chơi, cũng đi trên đường quốc lộ nữa, chạy xe thì tốc độ chắc 60, chạy nhanh hơn mẹt nữa, lúc đó đường trống chạy chắc 60. Xong rồi cái chỗ đó làm đường á, nó quất nguyên đống đá rồi để giữa đường luôn mày. Đống đá nó có hai loại, một cái đống nhô nhô lên vậy nè thì để trong lề, còn cái đống mà cái đống mà nó mới đổ thôi, nó chưa cán gì trơn hết á đó. Nó mới đổ lên trên, nó chưa cán gì trơn mà đá là đá bự 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 chứ phải đá nhỏ xíu nha. Đó, để giữa đường luôn, không hề có một cái đèn đường, cái nhất. Thứ hai, không hề có một cảnh báo, đang chạy tốc độ 60. Xong rồi ba lần cái đống đó tụi em thấy sao? Ba lần cái đống đó tụi em thấy sao? Lúc đó là anh lộn, không biết nhớ, biết anh với cái xe lộn bao nhiêu vòng á. Lộn xong rồi còn đập mình vô trong cái đống kia nữa. Tức là ăn cái đống nằm xong rồi quất phát văng vô cái đống đứng luôn. Xong rồi con nhỏ kế bên, nói chung cái hai điều đó nó bảo hiểm nha mấy em. Nó bảo hiểm bể luôn. Xong rồi con nhỏ đó nó ngủ hay gì không biết nữa. Nó vậy hỏi anh ơi có chuyện gì vậy? Mà nó không bị gì trơn ba. Ủa hay lắm, hình như nó nằm nó đè người anh hay gì á. Lúc đó hỗn loạn lắm mấy em, hình như cái xe cắm cái mỏ xuống rồi nó ngồi ăn sao có nó đè người về luôn hay gì á. Nhỏ nó không bị gì hết đó, mà con nhỏ đó nó là con gái, nó tập gym cũng ít hơn anh, nó đi đường xa nó mặc áo phông áo gió á, cái áo mà nó dày dày mà áo chống lạnh á, tới tay này nọ kia kiểu chắc nó che cho nó hết rồi. Anh cũng không nhớ rõ là đây cách đây cũng lâu lắm nè, 10 năm ngoài đúng không hay gì á, lâu rồi không nhớ, không biết áo có bị đắt không. Còn anh về tới nhà hả, trời đất ơi, má mở đèn nó mới thấy ghê nha.
lúc mà gọi là lúc đó là mình cũng sĩ gái hay là gì, hay là cái gì đó, hay là gamer bị đặt chảnh chẹ đồ không đau, mới bị chưa đau có ê ê đó, có rát rát đó, nhưng mà mình thấy cũng không được, mình là điểm tựa của đời em đồ, ở mình phải dìu dắt em về nhà an toàn đồ, chạy về tới nhà bật đèn lên má cái tay nát bấy luôn, cái tay nát bấy luôn, không có bị chấn thương xương, nhưng mà tại vì á da đổ rách đá nó cắt, trời ơi cái tay mẹ đỏ lòm vậy nè, về người ta tưởng nó mới đi chém lộn về hả, thôi má ơi, xong rồi phải nghĩ là không có đi vô bệnh viện luôn, cứ nói chung á lấy bông băng hút đỏ rửa ra, xong rồi lúc đó nó còn khuyến mãi mấy cục đá ghim đá gì đó, nó ghim ghim đây nè, ngồi nó khui ra, mà tay tao không để thẹo luôn, thấy ghê chưa, bởi vì má làn da của anh thuộc dạng là vĩ đại á đó. Lúc đó anh tập gym rồi, cái cơ của anh nó cũng có rồi, nó che xương chứ mẹ ốm như hai thằng này là bảo đảm bó bột. Anh bị nhiều cú lắm, nói về tai nạn á, hai cái tai nạn đó là không phải lỗi của anh nha, cái tai nạn mẹt chứ cái tai nạn xe máy hồi nãy đó, cái tai nạn của lũ đạn nào đó thì sau này trả quả cho nhân loại nha, đó chứ không phải của anh đó. Còn cái tai nạn này lỗi của anh nè, hồi kỳ anh làm trong y tao gửi xe đó, anh chạy Novo 4, con nhỏ ngược chiều nó mặc váy mà bữa đó mới sao gió nó phất lên cái anh đĩa qua cái, anh đĩa qua cái, cái tự nhiên nó là á lên cái, cái mà anh tưởng là anh sắp đụng xe, anh bóp thắng cái kịch cái, mà xe anh đang xuống dốc, bóp thắng cái kịch cái nó đảo xe rớt dưới luôn, rớt dưới luôn, xe mới mua luôn, má Novo 4 mới mua ba đó. Cái đó là lỗi tại anh, tại nhìn gái, anh nhìn thôi chứ nó không mê em, tại vì nó đập cái mắt anh nhìn thôi đó. Cú đó đó, xe sửa hết mấy trăm ngàn luôn. Nói chung mà nó có chống đổ, rồi nó có cái cây đó, cái tay cầm đó, nên nó hư mấy cái cũng không có ghê gớm. Người anh này bị trầy trụi chút đỉnh. Nên cái điều anh nói gì đây, sống trên đời này, cuộc đời giao thông nó khốn nạn, tai nạn ập đến bất cứ lúc nào. Nhiều khi mình chạy tốt, mình chạy đúng luật nữa, nhưng mà cuộc đời nó vẫn cho mình gặp tai nạn. Yes. Bởi vì cuộc đời nó không có công thức, đúng không? Đó là chia sẻ tụi em thôi. Còn cái còn lại là tập gym á, khi mà tụi em bị tai nạn tụi em đỡ chết hơn thằng kia, đỡ chết hơn thằng kia, anh bị cũng nhiều cứu rồi chứ, nên khi gì á phần mềm nó lo hết à. Chứ khi mình tập gym á, mình bị té hay bị gì đó, có đó cái phản xạ, cái phản xạ nằm ở trong con cái đầu mình á, mình không biết được trước, đúng không? Nhưng mà mình té đó mình bao giờ cũng đưa chỗ thế này hết, không có té chống vậy không. Mấy thằng kia mới té đâu, bàn tay của anh nó chống vậy gãy mẹ tay luôn. Tập gym với tập võ thì nó thủ thế, hay như tập gym á là cái khối lượng cơ của mình nó nhiều á, té nó vô những cái phần này nè, đó phần này này nè nè, là kể như là nó đỡ cho mình nhiều lắm. Mấy em coi clip anh quýnh lộn với mình Lâm chưa, đập đầu đùng luôn, về nó nhức cơ thôi chứ đâu bị gì đâu. Mẹ chứ con người ta là bể sọ rồi, khúc mà tao lẹ xuống tao đập vậy nè, bùm như này, có một cái bóp trúng mặt nó thiệt các bà, đánh cho đền đánh cho 100 tỷ, chồng ra mấy con. À, thôi chia sẻ video cuối cho nó vui vui vậy thôi nha, để cho bớt đi cái tức của cái ngày hôm qua. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.